Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng tại nhà nhanh nhất. Làm sao để có làn da trắng mịn màng tự nhiên luôn là niềm mong ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên khoảng cách từ thực tế đến mong muốn lại càng trở nên xa vời hơn khi có quá nhiều nguyên nhân tác động làm cho làn da của bạn ngày càng xấu xí và thâm sạm đi, như tác động của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, khói bụi, ô nhiễm môi trường hay chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi bất hợp lý hàng ngày. Sau đây kênh Phái Đẹp sẽ mách bạn cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng tại nhà nhanh nhất bằng các nguyên liệu cực rẻ, đơn giản mà rất hiệu quả. Áp dụng ngay cách làm trắng da mặt tự nhiên tại nhà cấp tốc này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên mà ai cũng phải ghen tị. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị bao gồm: thứ nhất là một quả trứng gà. Tốt nhất các bạn hãy chọn loại trứng gà ta. Nguyên liệu thứ hai là một ít mật ong. Và cuối cùng là hai viên nang vitamin E. Vitamin E này các bạn có thể dễ dàng mua được ở các hiệu thuốc trên toàn quốc. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tiến hành tách riêng lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra. Để tách được lòng trắng và lòng đỏ trứng gà, bạn hãy chuẩn bị hai chiếc bát. Có rất nhiều cách để chúng ta tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Mình thì thường sử dụng cách đó là tạo một lỗ nhỏ bằng một đầu ngón tay trên đỉnh của quả trứng. Và thông qua cái lỗ này thì mình sẽ từ từ rót hết được cái phần lòng trắng trứng gà ra. Các bạn có thể quan sát thao tác mà mình đang thực hiện. Như vậy là chỉ trong ít phút thì mình đã lấy hết được cái phần lòng trắng trứng gà ra. Và còn lại là phần lòng đỏ đây. Mình sẽ đổ phần lòng đỏ ra bát còn lại. Thế là mình đã tách riêng được lòng trắng và lòng đỏ rồi đấy. Ở trong phương pháp làm trắng da mặt này thì chúng ta sử dụng phần lòng đỏ các bạn nhé. Với phần lòng đỏ trứng gà này thì bạn hãy chích lấy phần dịch của hai viên nang vitamin E mà chúng ta đã chuẩn bị và nhỏ vào bát lòng đỏ trứng gà. Tiếp theo đó bạn cho khoảng tầm một thìa mật ong vào. Và đến lúc này thì bạn chỉ việc đánh thật là đều tay để cho lòng đỏ trứng gà, vitamin E và mật ong hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Rất nhanh phải không các bạn? Chỉ trong ít phút là chúng ta đã làm xong rồi. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này làm trắng da mặt như sau. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải rửa thật sạch khuôn mặt của mình. Ở bước đầu tiên này các bạn hãy rửa bằng nước ấm cho mình, để cho các cái lỗ nang lông trên khuôn mặt của chúng ta giãn nở hết ra. Bước thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng hỗn hợp mà chúng ta vừa làm thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Sau khi thoa xong thì bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay của mình massage trên toàn bộ khuôn mặt trong khoảng 1 đến 2 phút. Việc massage này sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có trong mặt nạ của chúng ta thẩm thấu vào sâu bên trong các cái tế bào da. Như thế thì cái hiệu quả dưỡng trắng da sẽ đạt cao nhất. Sau khi massage xong thì bạn hãy lưu lại hỗn hợp trên mặt khoảng 20 đến 30 phút nữa. Và cuối cùng bạn rửa lại toàn bộ khuôn mặt bằng nước mát là xong. Bạn có biết không, ngay từ lần mà bạn áp dụng đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình.
da mặt bạn sẽ trắng sáng và mịn màng hơn rất nhiều. Và nếu như bạn kiên trì áp dụng loại mặt nạ này 2-3 lần trên tuần, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ sớm có làn da trắng hồng, căng tràn sức sống mà ai ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Bạn hãy thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và sớm có làn da như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.